Hello, hôm nay em sẽ quay tất cả những cây mà hiện tại bên em đang có để mở bán cho mùa hè ha. Đầu tiên, đây là những cây saboche dạng lùn. Nó không có quá cao, mình có thể trồng trong chậu được. Đặc biệt là nó rất là mịn và không có bị cát giống như là các loại khác. Trồng trong chậu vẫn có trái bình thường ha. Vẫn có trái và nhiều trái như trồng dưới đất. Rất là nhiều trái. Đây là sabo chanh xanh, chanh vàng, quýt Nhật, tắc, lê kim ma. Lê kim ma đang có trái nè, ăn rất là mịn luôn. Sabo trồng trong chậu đó mà rất là nhiều trái luôn. Có măng cầu na dai, có táo thái, có xoài thái, có mận đai mình, mận đỏ Ấn Độ, táo thái vừa mới qua mùa đông cho nên cây nó không có được đẹp lắm. Rồi có cây nguyệt quế, cây hoa nguyệt quế đó, cây lô khoác đang có trái nè. Rồi có đu đủ lùng, có ổi dâu, có lựu Việt Nam, rồi có cây mớt berry, có cây dâu tầm, loại trái to, loại trái ịn đó. Đây là xoài thái, xoài nền, xoài mahajanok, xoài thái. Rồi em có xoài thái ngọt, xoài nam đốc mai, vải hạt lép, vải hạt nhỏ. Xoài thái ngọt đang có hoa. Đây là vải. Khế ngọt, khế chua. Bên này thì em có nhãn đỏ, red longkin, ruby longkin. Rồi em có sabo chip và sabo ghép. Bên em không có trồng, không có bán sabo trồng hộp nha. Có nhiều anh chị mua nó trồng hoài nó không trái, người ta có thể là mình mua nhầm chúng cái loại mà người ta trồng hộp đó, thì nó tầm khoảng 10 năm lên nó mới có trái được nha. Em có một cây siro nữa. Rồi có cốc thái đang rất là nhiều trái nè. Rồi bên này em có tắc, em có cái này là bưởi tiến vua, bưởi đỏ đó, đó bưởi văn luận, bưởi đỏ ha. Đây là chanh số 8, long kình, nhãn, cây lọc vừng đẹp chưa nè. Ở trong này thì em có hoa ngọc lan cũng là cây ghép luôn nha, em không có trồng hộp. Mấy cái cây ghép này nó nhanh có hoa lắm, có nhiều cây nó đang có hoa rồi đó. Rồi đây là xoài lùn này thì nó chỉ cao tầm khoảng 5 feet là nó không cao nữa rồi, rất là dễ đậu trái. Đây là xoài Hà Quai, cũng là một trong những loại cây lùn luôn. Rồi khế em có bao la khế luôn. Rồi bên này hôm nay em sẽ quay hết những cây mà em có ha, để cho anh chị tham khảo. Nếu mà anh chị thích cây thì anh chị ủng hộ em nha. Đây là me chua, cây cao tầm khoảng 5 feet, lá dứa. Những cây này chỉ để làm giống thôi, không bán được. Đây là vú sữa hoàng kim, cây rất là đẹp, xanh mướt mà nhánh tán đều đẹp nữa, do em cắt tỉa thường xuyên đó, em không có để cái cây cao tràn ngọn, cắt tỉa tán nhánh rất là đẹp. Đó là vú sữa hoàng kim, me, mai chiếu thủy, ngọc lan vàng. Cây này là ngọc lan vàng nè, mai chiếu thủy. Cây này là cây thần kỳ,
cây thần kỳ ăn vô là nó cái khẩu vị của mình, cái vị giác của mình bị thay đổi đó, thì mình ăn cái gì nó cũng trở thành ngọt hết. Đây là cây mận lý và tất cả các loại mận, mận xanh, mận đỏ, mận đai mình, mận sọc, mận cẩm thạch đó, mận cẩm thạch rất là đẹp, cái lá của nó nhìn đẹp lắm. Bơ cổ dài, bơ cổ dài và bơ sáp. Đây là white sabote, sabote trắng, người ta còn gọi là trái cà rem hả? Người ta gọi là trái cà rem đó. Cây ylang này trồng hột, cao tầm khoảng 4 feet up 5 feet. Cây này là cây black sabote, có người gọi là hồng sô-cô-la gì đó. Nhiều tên quá nên mình không biết, mình chỉ gọi tiếng Anh thôi cho dễ phân biệt ha. Đây là vú sữa ghép, vú sữa lò rèn đó. Còn đây là vú sữa thường, vú sữa tím, cao tầm khoảng 6 feet 7 feet nha. Có cây chùm ngay, cây chùm ngay này thì để nấu canh. Đây là chùm ngay và cây này là lá cách. Lá cách cũng cao, vừa mới qua mùa đông nên nó chưa xum xuê lắm nhưng mà nó cao. Nó cao tầm khoảng 6 feet đó, 5-6 feet có đó. Và bên này thì em có cây vả. Cây vả Huế. Lá của nó là bự chưa? Đó. Rồi em có chùm ruột. Chùm ruột đang ra hoa nè. Đó, cây chùm ruột này chiết từ hồi năm ngoái. Trước năm ngoái nữa cũng 2 năm rồi. Cây chùm ruột này chiết 2 năm. Đây cũng chùm ruột. Tất cả cái này đều là chùm ruột chiết cành hết. Chỉ có mấy cây nhỏ nhỏ này nè là trồng hộp thôi. Đa phần là bên em chiết hết. Rồi đây có cây thần kỳ nhỏ nữa. Thanh long đỏ. Em có cam, bưởi, lá lốt, lá dứa, rồi xương sâm. Xương sâm một chậu nó rất là nhiều luôn á. Đó, thấy nó ghê chưa? Nó một nùi như vậy nè, trồng tầm khoảng 3 đến 6 tháng là có hái ăn rồi, không cần phải đợi lâu. Cái này chắc kéo ra chắc nó phải 20-30 feet đó. Còn mấy này là măng cầu na sầu riêng, măng cầu dứa mà giờ nó hơi xấu chút. Cái này là măng cầu sim, măng cầu sim xanh. Còn cái này là sơ ri Ấn Độ đang ra hoa nè, nó như bông tuyết vậy đó, rất là dễ thương. Đó, rất là đẹp. Rồi em có hoa lài Hawaii, hoa lài double, cái bông nó như là bông hồng vậy đó, rất là nhiều cánh. Em có nho thân gỗ đỏ, nho thân gỗ đen và nho thân gỗ vàng nữa. Em đi một vòng nha. Đây là mớt berry đang có trái. Đây là tắc chua. Nè, trái tắc chua nè. Trái tắc chua Việt Nam của mình nha. Đó là trái chín rồi đó. Còn đây là trái sống nè. Đây là tắc chua. Trái nè. Đây là ổi. Ổi nữ hoàng. Ổi thì em có nhiều loại lắm. Ổi nữ hoàng, ổi Đài Loan ruột đỏ, ổi Đài Loan ruột trắng không hạt. Ổi Thái, siêu lùng, xoài thì có xoài cát Hòa Lộc, xoài lùng Úc, nhiều thứ lắm. Và có xoài Thái ngọt nữa, xoài Đài Loan nữa. Cây rất là đẹp. Đây dạng này, cây này là cây xoài lùng của Úc nè. Cái bông của nó khỏe ghê chưa. Cây lùng lùng thôi mà nó ra bông kín hết luôn. Cái đó là xoài Thái ngọt nè. Đó. Đây là cóc.
Sapo. Sapo. Sapo của em nhiều lắm. Cây trái lủng lẳng luôn, nhỏ nhỏ thôi, lùng lùng thôi. Không có cao nhưng mà nó trái quằn luôn. Xoài nè, xoài thái ngọt. Đó, rất là đẹp. Ổi ruby, một vườn ổi ruby luôn. Ổi ruby rất là nhiều, ổi ruby ruột đỏ của Đài Loan đó. Ít hột thôi chứ không phải là không hạt, nhưng mà cực kỳ ngon, cực kỳ đậm đà luôn. Seri Việt Nam. Seri Việt Nam nha, không phải là seri Mỹ. Seri ở dưới kia là seri Ấn Độ, còn đây là seri Việt Nam của mình. Đây, nguyên một vườn ổi của em luôn. Đó. Năm nay tha hồ ổi ăn luôn. Nguyên một vườn ổi. Ổi thì em có ổi, cái đây là gọi là ổi siêu lùng. Ổi lùng siêu trái chứ. Trái này chắc chín rồi đó. Ngày nào em cũng ra bấm để ăn hết trơn á. Cái này là do mùa đông đó, nó không có lớn được. Với lại em không có bọc trái lại, cho nên là trái nó nhìn nó xấu xí thôi, nhưng mà ngon lắm. Lùng lùng thôi nhưng mà cực kỳ nhiều trái. Có bên này có cây ổi lớn lắm nè. Có trái ổi lớn chứ mà chưa chín. Em có ổi ruột đỏ nữa, ổi ruột đỏ mềm nữa. Rất là nhiều. Và em có bán chậu nữa nha. Em có bán chậu đúc nữa, chậu đúc xi măng. Đây là những cái ổi ruột đỏ. Cái này là ổi ổi kilo. Đây. Đó. Nếu như mà chị thích mua cây hay là có câu hỏi gì về cây giống mà cần em hỗ trợ, nếu thế nào em biết thì em sẽ chia sẻ. Đây, cảm ơn anh chị nhiều. Cây này là cái gì ta? Cây lùm. Đang hoa dễ thương kìa.